Vâng, bây giờ tôi đã đến căn nhà ở Yên Phụ đây, trấn cho một tín chủ cũng là trong họ hàng, trong gia đình. Xin mời quý vị xem tiếp nha. Vâng, đây là cái năng lượng của nhà rất là kém và đây chúng ta có thể đo được này. Coi như là được 1.000, 1.500 đơn vị còn chưa tới 1.000 thôi quý vị ạ. Vâng, bây giờ tôi đã đến căn nhà ở Yên Phụ đây, trấn cho một tín chủ cũng là trong họ hàng, trong gia đình. Xin mời quý vị xem tiếp nha. Vâng, và đây là nhà chị tôi là 8 viên đá sẽ trấn ở đây và tôi làm cả về bàn thờ nữa. Vâng, đây là cái năng lượng của nhà rất là kém và đây chúng ta có thể đo được này. Coi như là được 1.000, 1.500 đơn vị còn chưa tới 1.000 thôi quý vị ạ. Đây quý vị xem là đất đây chỉ có 1.000 đơn vị, cho nên là gia đình không ngủ được, mà ốm thì cứ từ người nhỏ ốm xong lại đến người lớn, người lớn lại đến người nhỏ. Và tôi sẽ trấn và nâng sinh khí bằng 8 viên đá thạch anh 12 mặt. Và quý vị sẽ thấy tí nữa quý vị sẽ đo rất là tuyệt vời nha quý vị. Ở đây là quý vị thấy là các hố đã được đào sẵn rồi như thế này. Đấy, ở bên này cũng thế. Chúng ta thấy là cái lửa cháy ấy, mãi nó mới cháy được nhé quý vị nhé. Vâng, đây là cái hố thứ tư nha quý vị nha. Và sang cái hố thứ tư thì cái sự cháy nó khác hẳn. Nó bùng cháy và bắt đầu nó lên được một cái năng lượng mà tôi đã thấy. Và tuy nhiên còn 4 hố nữa cơ, quý vị sẽ xem tiếp nha. Đây, đây là một cái hố âm nha. Quý vị thấy là nó cứ lờ đờ, nó cháy lờ đờ đấy. Đấy. Đây là một cái hố âm mà tôi vừa làm xong thì bắt đầu lại bùng cháy tiếp này. Chúng ta sẽ thấy cái hố này rất là cao nhé, năng lượng cao và ngọn lửa cao đến 40 phân đấy. Đó là cái góc số này là cái viên thứ 6 nhưng mà sẽ rất là tốt. Khi mà một cái hố mà có năng lượng tốt thì đây này, nó ngọn lửa tàn hồng và lửa cao mạnh. Các bạn thân mến, tôi làm được 6 viên thôi nhá. Chưa đặt đá xuống đâu mà bây giờ lên được 22.000 đơn vị nhá. Đất này 22.000 đơn vị, chúng ta đo luôn nhá. Bây giờ tí tôi làm 2 viên nữa xem lên bao nhiêu đơn vị bovis nhá. Vâng, đây là cái hố thứ 7 nhá. Và chúng ta thấy là 6 hố thôi và tôi mới để cái viên đá ở trên bên cạnh mà đã được 22.000 rồi. Bây giờ tiếp tục. Ngọn lửa bùng cháy rất mạnh. Lửa bùng cháy rất mạnh nha quý vị nhé. Thank you.
Giờ là gia chủ sẽ đặt đá cho nó sung sướng, đặt đúng như thế. Cho đá, cho lớp cát ở dưới anh. Tí nữa mới lấp. Đây là viên thứ hai. Bây giờ là viên thứ ba. Đây là viên thứ tư. Quay ngang. Ok. Rồi. Viên thứ năm. Rồi, viên thứ sáu. Cảm giác thế nào cháu? Từ từ. Cảm giác thế nào con? Nhẹ nhàng. Thấy thích không con? Thấy tự dưng nó thoải mái không? Và con đã chứng kiến những ngọn lửa lúc thì nó chập chờn, lúc thì nó khó cháy và lúc thì nó bùng lên, thì con thấy chính xác không? Càng tấp thì nó càng bùng cháy mạnh. Khi nào mà cái hố tốt ấy thì gần lúc tắt ấy thì nó lại bùng cháy rất mạnh đúng không? Đúng rồi. Đấy, còn những hố không tốt ấy có khi là phải nó cứ cháy le lói đúng không? Có thể có cái gần trông khoảng 2 lần mới được. Đấy, đấy là con chứng kiến nha. Vâng, và đây là hố thứ 7. Vâng, đây là hố cuối cùng. Là hố thứ 8. Đây, hôm nay tôi lại phải phá hết các cái bùa này ra đây, quý vị xem này. Cứ chấn đông tây nam bắc nhưng mà gia đình thì ốm liềng xiềng luôn này. Này. Đấy, đây nữa này. Đấy. À, quý vị thấy là rất là tai hại. Và tôi sẽ thay bằng Kala Chakra của 10 vị Phật. Chứ không ai để như thế này quý vị nhé. Đây tôi zoom lại to lên. Bây giờ tôi sẽ cho tháo hết các cái bùa này nhá. Rồi, các bùa này sẽ được gỡ ra nhá quý vị nhá. Đấy. Rồi, một cái. À, tiếp tục. Để cái thứ ba này cái vị này. Rồi, cái thứ tư. Năm này. Tôi không biết các thầy chấn như thế nào nhưng mà gia chủ là cứ ốm đau liểng xiểng thôi, tiền ra đi hết. Cái này trước cửa tôi cũng bỏ và cái gương bát quái kia cũng bỏ luôn. Bát quái tôi cũng vứt luôn. À, có tang thì chả biết các thầy làm cái lọ như này tôi cũng hủy luôn. Sẽ thay bằng Kala Chakra của 10 vị Phật. Quý vị sẽ thấy rất là tuyệt vời, hay hơn nhiều. Bây giờ tôi thay bằng Kala Chakra, quý vị xem nhá. Rồi, dán đi con. Rồi, bây giờ đây là dán ở cổng. Vừa khít luôn, đẹp. Bây giờ dán tiếp ở đây. Rồi, xin mời. Dán tiếp. Quý vị thấy là Kala Chakra là nhìn nó có một cái nguồn năng lượng rất mạnh. Và cái thứ hai nữa là nó trông nó không như là những hổ rồi vằn rồi vẹn rồi, trông sợ lắm quý vị ạ. Và đương nhiên sợ là đúng rồi, bởi vì gia chủ chết hết mệt và nhà cũng mới có tang. Và bây giờ thì tôi sẽ dán một cái để tủ lạnh để cho gia đình ăn cho nó yên ổn, đừng ở trên góc đấy, chính giữa chỗ đó, chính giữa chỗ cái chữ cho nó đẹp. Tôi đã làm rất nhiều gia đình thì có những gia đình mà ăn toàn bị đau bụng, đó là vong ma nó vào cái tủ lạnh và nó vầy và làm cho người chủ nhà là bị ốm bệnh vì các đường tiêu hóa đấy. Và đây là phòng bếp. Và đây là cửa phòng ngủ. Đây là cửa sổ phòng ngủ đây. Rồi, và đây là các cái cửa ra vào của các phòng. Tục sang phòng bên này. Dán ở các cửa sổ đây. Rồi, dán tiếp vào đây. Tiếp tục chúng tôi dán lên phía trên cùng. Bắt đầu phía bên này và vào bên phòng thờ. Rồi, tiếp tục dán vào cửa sổ. Tiếp tục dán ở cửa đây. Ở bàn thờ là tôi sẽ dán một cái Kala Chakra để gia chủ là thờ luôn, thờ Phật ở đây luôn, ở chính giữa.
Kala chakra là các chư Phật mà. Đó. Là cửa phòng thờ. Đó, phòng thờ là tôi làm lại cho gia chủ ba cái bát nhang và sắp xếp lại nó như thế này. Và hôm nay đương nhiên rồi, gia đình thì phát tâm cúng thổ công, thổ địa và gia tiên, cô tổ, mãnh tổ, cô bé đỏ trong dòng họ, cho nên là làm một mâm cơm như thế này. Bây giờ tôi sẽ quay lại sau khi tôi đã làm lễ và an vị ba bát nhang và hóa giải tất cả những cái khó khăn nhất trong gia đình. Thì bây giờ quý vị đo hộ tôi là năng lượng của đất này là bao nhiêu. Nhưng tôi xin bật mí trước, đó là lên được 37,5 ngàn vô vít. Vâng, đây là đất tôi làm xong. Quý vị kiểm tra giúp hộ tôi. 37,5 ngàn vô vít với 8 viên đá thạch anh 12 mặt, loại 9 kg. Chúng ta có nguồn tài nguyên đó là cảm xạ mà được học của thầy Nguyễn Ngọc Sơn rồi. Chúng ta tự hào đi.